Em xin kính chào ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ mời cả nhà mình nè cùng ăn cái loại rau câu kiểu Tây, đó gọi là cherry ở bên đây ha. Thì đây là những món mà hôm trước em và các bé đã làm. Xin mời mọi người xem em và các bé đó ăn thử ăn những cái loại rau câu đó. Và đây thật sự là những cái đoạn video thật luôn, em không có dàn dựng hay là cái gì hết, để cho mọi người sẽ thấy được cái cuộc sống thường ngày, sự giao tiếp, sự trò chuyện giữa em với các bé nó gắn kết như thế nào. Ok, xin mời mọi người cùng theo dõi nha. Mình có cherry đây. Để coi. Có ba màu nè, mấy bé muốn ăn màu nào? Rồi bây giờ con muốn ăn màu nào? Cái gì? Mà purple ha. Thì cái này
Tôi đi tới tối không? Lấy cái này nha. Thêm một màu nữa. Phải, đáng lẽ là mình phải mua màu vàng ha. Nhìn nó phân biệt á. Nó chắc thật quá. Nó sao đi, chứ sao mình quá quá. Màu chắc hả? Ê số nó không là nó không có giòn giống như là rau câu của Việt Nam. Mà nó mềm mềm mà ăn vô một cái là nó tan à. Bởi vậy em bé ở bên đây nó ăn cái này nó không có dễ bị mắc nghẹn á. Ngon lắm. Tại vì cái này có ba cái vị là bởi vì ăn vô nó giống như thập cẩm vậy đó. Nó có của raspberry nè, mấy cái trái màu đỏ bên đây á, rồi có chanh nè, rồi có dâu nữa. Ba mùi nó trộn lại với nhau. Cái này thì thường nếu mà mình ăn ăn cái cà rem á, mình sẽ gấp một cục cherry này để một trên dĩa, xong rồi cà rem một bên đó, rồi một ít trái cây lên nữa thì sẽ rất là ngon. Không ăn Kim hả? Khoan hút cho con đi, rồi mình lấy thêm cho ăn hết cho con đi. Ngon không? Tụi con thích cái màu nào nhất? Green one better hả? Vậy là lần sau mình mua cái green one đó. No, green, purple, and blue. Cái lần sau mình kiếm cái màu vàng nữa nha. Nhìn cái màu cho nó đẹp ha. Blue. Hả? Blue. Thế thì con ăn được không vậy? Nhâm mì không? Mama. Mama. Đi xì bút ăn đi, đi xì bút mà. Đi xì giỏi quá. Đi xì bút giỏi quá nè. Purple. Ok, đúng rồi đó, purple. Đi xì nó green đi. Green. Màu xanh. Đi xì đấy. Đấy purple. Purple. Đấy pink. Rồi em bé nhỏ của em nó mới tập nói. Tại vì bé bây giờ hiện tại là bé 20. Gì vậy? Đổ luôn. Bé 22 tháng thôi, nhưng mà bé đang phân vân giữa tiếng Việt với tiếng Anh. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy rằng là bé tiếng Anh, bé thích nói tiếng Anh hơn tiếng Việt. People want more. À, vậy vậy đã bằng bây giờ bé nghe anh chị bé nói á, với lại coi TV ở bên đây thì chương trình trẻ em á toàn là tiếng Anh không à. Nên có lẽ là vì vậy mà bây giờ bé thích nói tiếng Anh, bé không thích nói tiếng Việt. Vậy con thích cái mai mốt mình làm thêm cái màu xanh nha. You want some more? Con ăn nữa không? Cái màu nào con? Tôi thích cái màu này. So, can I eat the green one? Green hả? Why don't I just mix it up? Ok, con lấy đi. Con lấy đi. Can I do something? Can I put some gum and see if it's like... Mấy cái jelly này nè là... Can I mix the jelly so I can sell? Cho anh jelly vô nhé. Tại vì ngồi xếp anh kia đi không? Không biết cái gì đó, không biết gì. Cái jelly này á là do bữa trước mấy mẹ con của mình làm chung với nhau á. Thì nói chung là mình cố gắng tập cho các bé tập cho các bé làm những cái gì mà bé thích, với lại những cái gì mà nó không có nguy hiểm cho bé đó, thì tập cho các bác làm ha. Làm như vậy các bác rất là vui. Tụi con có thích làm không? Hồi bữa con thấy làm rau câu này làm có dễ không? Làm jelly có dễ không? Yes. Easy. Rồi lần sau nếu mà con làm một mình con có làm được không? Được hả? Are you sure? Yeah. Thiệt không? Yes. Jenny, lần sau nếu mà làm một mình con có làm được không? Không được hả? Vậy con thích Jenny này hay là Jenny có cái lau ở, có cái bông không? I like this one better. Oh, you think this one better. Tại vì cái này á, tại vì nó mềm á. Còn cái loại mà rau câu 3D á, thì nó hơi dai dai. Nên các bé thì thường nó thích ăn cái mềm này nè. Tại vì mình ăn vô là nó giống như nó tan trong miệng mình vậy á.
Bởi vì hồi hồi mấy năm trước em cũng có dịp vào nursing home, là cái nơi của những người lớn tuổi đó, người ta ở đó. Thì những ông bà cụ đó lúc đó không có biết gì hết trơn á, thì vô trọng thường là em vô vào giờ trưa đó để phụ một cái gì giờ giúp mọi người ăn á. Thì người ta vẫn trong bữa ăn á, người ta cũng làm những cái jelly như vậy này cho các ông bà cụ ăn á, tại vì không có sợ mắc nghẹn, dễ ăn lắm. Làm gì đó bác sĩ? Hello ông bà, hello ông bà. Bác sĩ ăn giỏi đi mẹ thương. Bác sĩ ăn tiếp đi, tiếp đi. Thôi ăn giỏi đi, ăn giỏi đi, đừng có bóc. Ăn đi được. Tiếp bước tiếp được. Thì cái loại cái con này á, jelly này á, rất là dễ làm. Thì mình mua một hộp về, xong đó nó có những cái cách hướng dẫn ở trong cái hộp á, thì mình làm theo đó. Thì có những loại thì nó nói là bao nhiêu nước nóng, bao nhiêu nước lạnh đó. Làm cái gì đó? Đi xin làm cái gì vậy? Có gì đứa gì? Con làm cái gì ạ? Con xí sợ quá. Ồ, ăn đi, ăn đi. Đúc cái muỗng ăn đi. Con uống muỗng qua đi. Ăn đi mẹ con nè. Con ăn đi mẹ con. Con mô, ok ăn đi. Ừ, cho ăn đi. Đơn chí. Ừ. Tại vì cái chén muỗng này là chén muỗng của em bé, mà em bé nó đổi với nó đổi với mình rồi. Ừ. Mẹ ăn gần hết, con cứ thảy qua kiểu này rồi chừng nào mẹ mới ăn hết hả bé? Hả? Làm gì vậy? Ăn đi con, ăn đi. Em biết khui đi. Ừ, nhiều quá hả? Ê, đúng rồi. Em khui rồi. Giỏi, chị múc giỏi quá. Con múc giỏi ha. Ừ. Con làm gì đó? Con làm gì đó? Con làm gì đó? Ừ. Cẩn thận con. Cẩn thận nha. Con không ăn nữa, không ăn nữa thôi ha. Okay. Rồi. Chị đi đâu á? Đừng mất trang rồi, thôi chuẩn bị thấm nha. Không có chui gì. Nói chung là có con nhỏ nhiều khi cũng vui lắm. Nhất là bé nhỏ là mama. Ừ, mama đi. Ồ, thẻ hả? Ồ, thẻ kho. Thẻ. Con lấy ở đâu? Ồ, lấy ra đây của ai? Của mama hả? Tại vì tại sao dám lấy thẻ của mama? Abi Uli. Abi hả? Con lấy rõ ràng mà con nói được Abi gì? Uli Forever. Ừ. Nói vậy hả? Chuyện gì? Con nói mẹ nghe. Con đọc mẹ nghe đi. Ai? Ai đây? Trevor. Abi hả? Có Abi không? Abi Uli. Sao? Không biết chữ mà bị đặt nói hoành tráng hết sức. Ừ sao? Ừ, vậy hả? Ok, rồi con giỏi quá. Con đọc con nói gì vậy? Nói mẹ với lại ông bà với lại cô chú nghe đi. Con nói lớn lên, con nói lớn lên cho cô chú nghe. À. Bye bye đi con, bye bye nè. Bây giờ con bye bye cô chú đi nè. Bye bye nhẹ nhẹ thôi. Bye bye cái gì mà quýnh mình mạnh dữ vậy? Ồ bye bye. Nói bye bye. Bye bye. À. Daisy đâu bây giờ? Con nói con chỉ đi. Daisy đâu? Daisy là ai? Daisy là ai nè? Con nói bye bye ông bà lại đi. Daisy. Daisy con nói bye bye ông bà lại. Bye bye. Đưa cái tay lên, đưa cái tay bye bye ông bà. Đưa cái tay lên, đưa cái tay này nè. Cái tay phải đi. Đi cái đây đi. Bye bye ông bà đi. Bye bye. Dạ mẹ con em cảm bye bye mọi người nha. Bye bye.